sửa xe Ultima 120C, khó chỉnh áp. Công suất là 1,8 kg. Mình đang test máy cho khách tại công ty mọi người nhé. Bạn kỹ thuật bên mình đang điều chỉnh muốn chỉnh áp đấy ạ. Dây dài 12 mét. Đây là dây bút này, dây màu vàng là dây bút. Đó, đầu lọc rác này. Thương hiệu Oshima. Quyết định bảo hành máy 12 tháng nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ tới số hotline 02438383456 hoặc truy cập vào website mayemocviet.vn. Cảm ơn anh em đã xem video. Chào tạm biệt.